Xin chào quý thầy cô, đây là video hướng dẫn quý thầy cô xuất sổ điểm để in ra. Đầu tiên quý thầy cô vào mục sổ điểm, sau đó quý thầy cô chọn khối lớp môn, và sau đó quý thầy cô chọn học kỳ, có thể là học kỳ 1 hay là kỳ 2 hay là cả năm. Do quý thầy cô muốn xuất ra cái các con điểm học kỳ 2 chẳng hạn, thì ở đây mình sẽ chọn học kỳ 2. Ở góc phải mình chọn cái nút nhập xuất, và mình sẽ chọn một là xuất các môn tôi dạy, thì sẽ chương trình sẽ xuất ra một cái tập tin Excel. Sau đó thì cô có thể mở tập tin này lên, thì ở đây nó sẽ xuất ra các môn mà quý thầy cô dạy, các con điểm của học kỳ 2, và nó có in có ra điểm cả năm luôn. Thì nó sẽ hiển thị bảng điểm các lớp thầy cô dạy ở các xếp, ví dụ ở đây là 71, 72, 73 chẳng hạn. Cảm ơn quý thầy cô đã xem video.